đường quê quanh toàn xanh ngát keo nhanh tà mò. Cho về làm dâu chứ đâu cần gì để má giàu to. Ba má anh đã kêu anh mày cưới đi thì... Này 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 cô bé bé ở đâu cho anh số phone. Nhà là nhà cô bé. Chưa. Cho anh làm quen được không? Không. Sao vậy? Mai sau này còn giữ được anh. Xa bàn chân anh hay đi trước bỏ rơi lại em. Người thầm phân si, người hay nói triết lý. Đạo đức xa, nói lời xạo trá. Nhân thế hồi hộp. Đủ một cái hả? Xin ghé lại Bình Dương, bởi ở đây rất nhiều dân tứ phương. Giờ thân đêm đêm say giấc đêm đêm mình nhớ. Người từng nói bao câu hẹn ngầm, người để ta thêm sai lầm hơn. Nhạc đang hay mà. Cô bé xinh xinh, anh hỏi nàng một câu. Đúng một câu thôi. Cơm nước em ăn trong một ngày là bao nhiêu? Hỏi xem nào. Cơm sáng em ăn hai bò, trưa em ăn thêm bánh giò, đêm thì em xơi bốn cân gạo thêm vài chiếc bánh gai. Giật mình ôi em cớ sao ăn ghê vậy? Em chắc sao kinh vậy? Mình là con gái phải nên thật nhẹ nhàng, đi đứng cho đàng hoàng. Đột thôi nói vui rôm câu chuyện, em lấy anh luôn đi rồi. Nguyện cả ngày em chỉ ăn chơi mà thôi. Anh sẽ... say là nhớ nhớ ánh mắt đôi môi hững hờ đã khiến trái tim anh phù si. Hàng mi là khi biết em có tình ý. Khi tình yêu hôn theo, khi tình yêu hôn theo. Em kết anh rồi, cứ mà anh thích em không, anh cứ dâng lời, làm dắt anh về làm rể của má em liền.
xong rễ của má em liền. Tính toán anh hàng xóm, rồi cái anh nói, hồi mày còn cởi chuồng, anh bế mày xuống.